Rồi test cho anh em quả máy phun sương chế thành máy bơm nước, máy rửa xe anh em nhá. Đấy, rất là khỏe này anh em này. Đấy, rửa xe cho các bác luôn. Đấy, rất là khỏe các bác nhá. Em bỏ tay ra này, máy bơm nó tự ngắt luôn. Đấy, máy bơm tự ngắt luôn anh em nhá. Chỉ cần một cái thau nước kia thôi. Đấy, rất khỏe anh em, nhìn thấy áp khỏe không? Đấy, rửa xe rất là ngon nhá anh em nhá. Phần đầu này anh em có thể tưới cây này mọi người nhá, tưới cây, tưới phong lan này. Đấy, mình sẽ là sử dụng được nhiều các thao tác khác nhau. Đấy, hết nước mới rồi các bác ạ, hết nước mới rồi. Đấy, hết nước mới rồi. Em Thanh Phạm xin chào quý cô bác anh chị quay trở lại với kênh nhá. Vừa rồi thì em vừa test một cái bộ phun sương thành cái máy rửa xe cho anh chị này. Con này máy là máy bơm đôi, nó sẽ thiết kế hai con motor bơm đôi nên là rất là khỏe. Các bác có thể là dùng máy này để chạy phun sương, rồi mình có thể thiết kế thêm đoạn ống để mình có thể làm một cái tay cần rửa xe như này. Đó, rất là hữu ích cho một cái bộ như này nhé các bác nhé. Thì ở đây thì em có con Cylinder bơm đôi 12V và 4-7A và một con nguồn 12V tổ ong 10A mọi người nhé, 10A. Kèm thêm đấu vào nó là một con chiết áp để cho anh em điều chỉnh cái tốc độ của lực bơm để cho nó giảm thiểu cái áp lực cho bơm nha mọi người nhé. Đấy, con này thì các bác bóp vào như này thì nước bơm nó sẽ chạy vào, mình thả ra là đóng ngắt ấy, là bơm nó cũng sẽ là dừng hoạt động luôn. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái phần đầu như này này, một cái phần đầu nối này từ cái ống 12 ra ống 8 ly. Còn nếu các bác bơm ấy thì các bác không cần cái đầu nối này nữa, đầu này thì anh em chỉ chuyển qua là đầu tép phun sương thôi, ra ống 8 ly tép phun sương các bác nhá. Đó, thì anh em nào cần cái bộ này này đấy, thì báo em thì em sẽ báo giá từng chi tiết một cho anh chị em. Anh em nào cần cái sản phẩm như là dây bơm, rồi đầu rửa xe, rồi máy bơm, rồi là nguồn tổ ong thì báo em nhá. Thì em sẽ set up từng chi tiết một cho anh chị em. Hoặc các bác nào mà quan tâm cả bộ ấy thì em sẽ set up cho anh em cả bộ luôn. Thì em sẽ lên từng món một cho anh chị em nhá. Bơm đôi đó là 270.000, thì gồm có nguyên bơm mọi người nhá, nguyên bơm. Đó. Rồi, nguồn tổ ong, anh chị em nào có đã có nguồn rồi thì thôi, mà cần nguồn thì nguồn cái này là 150.000 này. Nguồn. Đấy. Nguồn tổ ong 12V 10A mọi người nhá, 10A. Giá của nó là 150.000 này. Đó, đây là một cái mẫu nguồn. Đấy. Thì em sẽ các bác cần em đấu thì qua một cái chiết áp hoặc cái nào đó thì anh em bảo em. Đấy, mình chỉ về cấp cái đầu vào đây thôi. Các bác lấy cái dây dài ra để cái này ở trong nhà cũng được. Đó, mọi người thấy hiểu không ạ? Rồi, tiếp theo nhá. Ở đây thì anh em nào cần con chiết áp này. Chiết áp này mình sẽ điều khiển được cái tốc độ bơm của nó này. À, tốc độ bơm. Thì con chiết áp này nó có 40.000 thôi. Đấy, chiết áp bơm. Chiết áp này là 40.000 đồng anh em nhá. 40.000 này. Đó, con giỏ này. Bác cần giỏ này. Giỏ này với cái đai, cái cổ gà. Đấy, cái đầu cổ gà này. Đầu thít này. Đấy, là 10.000 đồng thôi. Đấy, 10.000 này. Vị trí 10.000 đồng. Đầu giỏ với cổ gà là 10.000 đồng. Còn cái phần ống như này. Ống này là ống 10 nhá, mọi người nhá. Ống 10 ly, ống trắng 10 ly. Thì anh em cần bao nhiêu mét thì báo em này. Đấy, bao nhiêu mét thì báo em. Giá của nó chỉ có 6.000 đồng trên 1 mét thôi. Đấy. Ống 10 ly này.
6k trên 1 mét này nhá. Đấy, giá chỉ có vài k thôi nhá. Rồi, 6k với 10k này mọi người này. Còn tiếp theo này, đầu xịt rửa xe mọi người nhá, đầu xịt rửa xe. Đầu xịt rửa xe là 70.000 nhá. Đầu xịt rửa xe. Đầu xịt rửa xe là 70k. Đấy, nó nặng nhất mỗi cái con bơm và cái con nguồn thôi. Đó. Một chi tiết nữa, từ cái đầu 12 ra đầu 12, đầu 10 này. Đấy thì anh em mua cho em cái bộ này nó có mất có 20.000 thôi. 20.000 thì anh em có thể chuyển đổi qua đầu 8 được, đầu 8 ly này. Thì anh em có thể bơm máy phun xương cái ống 8 ly. Đấy anh em nhá. Đấy, thì phải có cái đầu này anh em nhá, thì có cái đầu này. Đấy, thí dụ như là bơm rửa xe thì anh em bỏ cái này ra cho em này. Đấy, bỏ cái này ra cho em. Đấy. Rồi còn nếu mà anh em bơm phun xương thì anh em phải lắp rô cái này và đút cái ống 8 ly vào đây là ok. Đấy, đút ống 8 ly vào đây ok và các bác xoáy này vào đây. Đấy. Rồi cái này đầu nối từ 10 ra 8 là 20.000. Ở đây thì em tính sơ qua là chưa tính cái ống này. Anh em muốn cần bao nhiêu mét ống thì em tính sơ qua là bỏ cái ống đi là 560.000 anh em nhá. 560.000 này. 560k này là chưa có tính ống 10 ly này đâu. Chưa có tính cái này. Đấy thì các bác cần bao nhiêu mét ống thì mới tính vào được. Đấy, còn nếu anh em cần nguyên cái bộ như này ấy, thì nó là 560.000 đồng. Đấy, vị trí đâu đó khoảng tầm 600.000 anh em có ngay một cái bộ như này cả tất tần tật như này luôn. Đấy, cả chiết áp này anh chị nhá. Đấy, về các bác chỉ cần đấu cái đầu vào số 1 và số 2 đầu điện vào đây. Đấy là chúng ta dùng thôi. Kể cả cái nguồn này anh em đặt ở trong nhà. Đấy, đặt ở trong nhà mà mình đưa dây vào đây dài ra. Đấy, mình đưa dây dài hoặc là cái đầu bơm này hoặc cái dây này. Đấy, là anh em xài được. Đó. Rồi, anh em nào cần cái mẫu bơm đôi như này thì có thể báo em để em set up, em hỗ trợ cho anh chị em đến tận nhà để anh em dùng nhá. Ngoài ra anh em có thể chế thành cái máy phun xương. Đấy, máy phun xương đây ạ. Rồi, đây là em chế một cái đoạn phun xương đây. Đấy, phun xương. Thì cái đầu phun xương này nó cắm trực tiếp vào đây này anh em này. Đây là ống 8 ly này. Đấy, cắm trực tiếp vào đây là ok này. Các bác xoáy rô cái phần đầu này thôi. Đó, các bác hiểu không ạ? Còn đây là những cái đầu bếp này. Đấy, đầu bếp này. Đấy, để anh em phun xương. Đấy, phun xương rất là hay luôn. Thì cái con này nó là 15.000 đồng trên một cái bếp như này. Đấy. Và anh em mua là cần phải thêm cả cái bếp cuối này nữa thì anh em cứ báo em cả bếp cuối nữa nhá mọi người nhá. Bếp cuối như này bằng đồng với nhá anh em nhá. À, ok chưa? Giá của nó là 15.000 đồng trên một cái đầu bếp mong anh em nhá. 15.000 đồng trên một đầu bếp. Còn ống thì anh em chạy bao nhiêu mét cũng được. Tại vì cái con này nó chạy được tối đa cho anh chị là 100 mét ống. 100 mét ống. Đấy, thì anh em về bơm thuốc sâu rồi là chạy ống được. Còn bếp phun xương thì nó sẽ chạy được cho anh chị em là tối thiểu là 50 bếp ống. Đấy, 50 bếp ống anh em nhá. Anh chị em nào cần cái mẫu này để về chế cháo đa dụng thì có thể báo em nhá. Báo em. Đó, giá cả thì em đã công khai từng chi tiết một. Anh em cần cái mẫu nào thì cũng có luôn. Đó. Tiếp tục đến những cái mẫu ly Nhật này. Ly Nhật thì cam kết với các bác là rẻ nhất thị trường rồi. Đấy, không có chỗ nào rẻ hơn em Thanh đâu. Ở đây thì ly Nhật mới 100%. Có rất là nhiều mẫu mã khác nhau mà nó rất là đẹp anh chị nhá. Rất là đẹp. Đó, mọi người này. Đây còn sót 1-2 ly bia này. Đấy mọi người này, siêu đẹp luôn. Đấy thì bây giờ anh em bóc một cái cho anh em coi luôn nhá. Ở đây thì em sẽ hỗ trợ anh chị nào mua từ 10 chiếc trở lên nhá. 10 chiếc trở lên là sẽ được bao ship này, cũng như giá tốt cho anh chị em là 65.000 đồng trên một chiếc, tức là 10 chiếc là 650. Đấy, ly Nhật mới tinh này. Mới tinh anh em nhá. Bên trong này còn nguyên cái giấy của nó này. Đấy. Hàng này thì nó là hàng mới inox hút ẩm chân không hai lớp nên là giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh. Đấy, siêu tốt luôn cho anh chị. Anh chị em nào đã dùng những cái mẫu ly Nhật này thì em khẳng định là sẽ là mua lần 2 lần 3 luôn. Còn anh chị em nào mà chưa dùng bao giờ ấy, thì hãy thử nghiệm mua một vài cái thử nghiệm đi để mình trải nghiệm cái chất lượng của nó. Siêu sướng luôn. Đó. Thì anh chị nào mua từ 1 đến 2 chiếc thì giá của nó là 70.000 đồng nhá. 70.000 đồng là giá bao rẻ ở trên sàn rồi, ở trên trên thị trường online nhá anh chị nhá. Đấy, online là nó phá hủy giá siêu rẻ cho tất cả mọi người sử dụng rồi.
tại vì nó không có mất tí gì cả, mất mặt bằng, không mất tiền thuê nhà các thứ, người ta làm ở nhà nên là giá nó rẻ mọi người nhá. Nên là cạnh tranh cực kỳ lớn trên cái nền tảng online. Đấy thì mẫu mã này siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn anh chị chưa? Đấy, đây còn phát nữa này. Đấy. Siêu đẹp luôn này. Các bác về tặng con gái thì cực sướng luôn nhá. Đấy, người ta những các bạn nữ rất thích màu hồng này. Đấy, và nó đa thể loại như này. Còn anh em nào mua từ 10 chiếc thì sẽ là 650.000 đồng bao ship tận nhà, bị chi 65.000 một chiếc. Đấy. Ok chị nhá. Nilon 2 lớp hút ẩm trên không, giữ nhiệt không nóng tay, không toát lạnh hơi lạnh ra ngoài. Đấy. Ok, giá 65.000 đồng 10 chiếc, còn mua lẻ là 70.000 đồng. Em lên cho anh chị em cái lô bóng tích điện này. Con này thì cực kỳ là chất lượng cho anh chị sử dụng khi mà đang vào cái thời điểm cắt điện luân phiên. Đấy, thì anh chị em sử dụng cho em cái mẫu này, hoặc anh em chiến công trình đi xe mà hay về đêm ấy, thì anh em sử dụng cho em mẫu này, có trục trặc thì anh em sử dụng luôn. Con này thì kích thước nó hoạt động cho anh em là 7 cho đến 15 tiếng, cực kỳ là hay luôn. Và tích điện này. Đấy, tích điện cho anh chị nhá. Sử dụng 4 khoang led, vị trí đâu đó là 336 hạt led. Đấy, siêu ngon luôn. Sản phẩm của nó đây anh chị nhá. Sản phẩm của nó đây này, kèm thêm cái dây cáp sạc để anh em có thể sạc điện. Ngoài ra anh em có thể mang ra phơi nắng để nó tích điện năng lượng mặt trời. Đó. Rồi kích thước của nó thì nó sẽ là 21 phân chiều ngang và chiều đứng như này nó là 17 phân, và độ dày của nó là 5,5 phân. Đấy, 5 phân rưỡi anh em nhá. Ở đây thì nó đang tiếp điện này. Đấy, anh em cứ ngửa lên là nó sẽ tiếp điện, ánh sáng mặt trời nó sẽ nạp tự nạp thôi. Đấy, ngoài ra anh chị còn sạc, có thể là sạc điện, cắm vào đây sạc điện qua một cái cục sạc điện thoại của các bác này. Đấy, cắm vào đây. Đấy, nếu mà đầy mất điện ấy, thì điện thoại của các bác đang hết pin chẳng hạn này, các bác cắm này vô. Đấy, sạc luôn cho cái điện thoại của mình. Đó. Rất là hay nhá anh em nhá. Nút này, nút tắt bật này. Cái này thì nó có cả hai cái nam châm để anh em hít rô vào tường, hít rô vào sắt này, hai cái nam châm ở đây. Đấy, và cái này em cũng bao rẻ luôn cho anh chị em luôn. Đấy, bao rẻ luôn cái này này. Đấy. Rồi, ok anh chị chưa? Cái này đưa lên đưa xuống này. Cái này có phần treo này. Đó. Có những chỗ giá thành của nó lên tới hơn 300.000. Đấy, hơn 300.000 tùy từng thời điểm nhá. Nhưng bây giờ thì ngoài này thì sẽ là bao giá rẻ cho anh chị. Giá con này chỉ có 250.000 anh em nhá. 250.000 siêu sáng luôn này. Đấy, siêu sáng luôn. Chức năng thì anh em yên tâm này, màu vàng này. Màu ánh trắng trắng vàng, tức là màu trung hòa. Đấy. Rồi, tắt bật này, màu sáng siêu sáng luôn, siêu xịn luôn. Mà nháy thì nó nhiều chế độ nháy cảnh báo US lắm mọi người nhá. Anh em chờ tí nó sẽ là nháy chuyển đổi luôn. Đấy, rất là đẹp. Chống nước của nó là IP66. Con này giá chỉ có 250.000. Anh em nên sử dụng cho em hai con đi, cho nó dùng cho nó sướng. Ánh sáng. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, mọi người nhìn nhá. Rất là sáng như này. Đấy, bật lên này. Đây là ban ngày nhá. Em đang quay vào thời điểm lúc này là đang hơn 11 giờ. Đấy, mọi người có thể hít vào tường sắt hoặc là treo lên đây, hoặc anh em có thể treo như này cũng được. Phần xoáy này, hít nam châm này, nhất là cái tính viên pin năng lượng mặt trời kiểu này nó tích điện cho anh chị em 7 đến 15 tiếng tùy theo chế độ nhá. Ok, giá một là 250.000 anh em nhá. Tiếp tục thì em Thanh kiếm được một ít cái dòng dao dọc giấy của Nhật anh chị này. Đấy, thương hiệu của nó là Cutter Kinfer. Đấy, thì cái này em cũng không có đọc được. Hàng Make in Japan, phần tay cán này. Đấy, siêu ngon luôn. Anh em nghe tiếng này, cái loại này mà anh em làm trần thạch cao hay nhiều các thao tác khác nhau, nhiều công việc lắm mọi người nhá. Đấy, phần lưỡi này anh em này, nhìn cái phần lưỡi của nó này. Đấy. Rồi.
Kèm thêm là cả một cái hộp như này, nó là 10 lưỡi nữa cho anh chị này. Đấy, 10 lưỡi nữa cho anh chị để anh em xài. Lưỡi này lưỡi đi ăn luôn này. Đây, để em thử ra lấy ra cho anh em coi luôn. Đấy, 10 lưỡi luôn này anh em nhá. Thì cách thay lưỡi thì nó đơn giản lắm, cái này đoạn này. Anh em cứ rút tụt cho phát là nó ra thôi. Đây, em sẽ rút ra cho anh chị xem luôn. Nó cả mấy cái đầu này nữa nha Bình ơi. Ở đây nó có cả mấy cái đầu cao su này. Đây này, em chia sẻ luôn anh em cách rút ra này. Đấy mọi người nhá, rút ra và mình sẽ đưa cái phần đầu này ra, mình thay lưỡi thôi. Con này dùng ba ngon luôn. Rồi, giá là 150.000 đồng cho anh chị em dùng cả 10 lưỡi nhá, 10 lưỡi. Đấy, 10 lưỡi, còn nguyên dao của nó thì 100.000 đồng nhá anh em nhá. 100.000 đồng nguyên cái phần dao với một lưỡi như này. Còn anh em muốn mua thêm 10 lưỡi này thì nó là 50.000 nữa mọi người nhá, là 150.000 cả bộ anh chị này. Đấy, hàng Nhật luôn nhá anh chị nhá. Em lên cho anh chị những cái mẫu đá mài này, mẫu đá mài anh em nhá. Thì em ở đây em đang có hai mã. Một mã là độ thô 3.000, 8.000. Đấy. Thương hiệu của nó là Katashiwa, hàng này giá của nó là 130.000 đồng cho cái viên đá mài nước này hai mặt. Đấy, độ thô và độ mịn. Con này mài bao phê luôn. Giá nó chỉ có 130.000 thôi. Có phần lót cao su này, hàng mới chưa xài, hàng thanh lý siêu thị cho các bác. Tiếp tục này, một mẫu đá nữa là cái độ thô 5.000 và 10.000. Dòng này anh em về thả cho em vào nước nhá, xong là để cho nó ngấm đi, xong là mình sẽ mài. Mài bao ngon luôn anh em, mài đục, mài dao, mài kéo các kiểu được. Đấy, hàng Made in Japan và Katashiwa như này. Đấy, kích thước thì nó viên đá nào nó cũng giống nhau thôi anh em ạ. Đấy, có hôm anh em comment bảo là không đo kích thước. Đấy, thì anh em cầm như này là anh em cũng thể nắm bắt được rồi này. Đấy, đôi khi là cũng không phải cần thực tế lắm, tại vì là đây, viên đá này thì nó cũng giống đá thông thường thôi. Đấy, tại vì cái kích thước nó không phải là cỡ nhỏ xíu đâu, cỡ nhỏ quá thì em sẽ bảo sai kích thước, nó lạ quá thì em mới bảo, còn bình thường như này thì nó vẫn cứ là bình thường. Giá 150.000 các bác nhá, viên thô này này, à, viên mịn cao này, 5.000, 10.000. Đó. Tiếp tục thì em có cái mẫu led bi này, mẫu led bi này. Đấy, mẫu led bi này thì cái bản thanh này nó là thanh nhôm anh em nhá, thanh nhôm tản nhiệt. Đấy, tuổi thọ của nó tương đối là cao. Con này dòng ADC của nó là 36V anh chị nhá, 36V. Thì em có đấu test thử thì màu nó lên là màu sáng xanh rất là đẹp. Thì ở đây nó sử dụng AC là 36 nhá, 36V. Thì anh em đấu cực dương là hai chân ngoài này. Đấy, các bác về lấy mỏ hàn và hàn cho em từ đây này, hai chân ngoài cùng này, C cộng này, đấy là hai chân là cực dương. Còn hai chân dưới cùng như này đó là cực âm. Đấy, còn hai chân giữa thì anh em bỏ ra cho em nhé, bỏ ra cho anh em. Đấy, led bi nhé, led bi này siêu sáng luôn. Đấy, sáng và đẹp nữa mọi người nhé, chống nước được, còn chống nước được anh chị này. Đấy, thì con này em là có test ở màu sáng xanh đẹp lắm mọi người nhé. Giá 15.000 đồng trên một thanh như này. Thì kích thước của nó là 2, 4, 50 cm, gồm có 2, 4, 6, 8 bóng, 8 bóng các bác nhé. Anh em về đờ co trang trí vào những cái tủ rượu rồi những các thứ anh em nhé. 15.000 đồng trên một thanh. Còn anh chị nào mua tất cả thanh như này, 20 thanh một khay. Đấy, 20 thanh một khay như này thì em tính là 10.000 đồng nhá, 10.000 đồng. Đấy, 10.000 đồng trên một thanh nha. Đấy, lấy tất cả khay này là 20 thanh. Đấy. Thì nếu anh em muốn cần dung lượng cao thì đóng nhiều như này, hoặc là các bác muốn cần độ vô nó lên ý, thì anh em đấu nối tiếp vào thì nó vẫn lên được. Đấy, lên ngon lành luôn đấy ạ. Đó. Thì cái này thì bắt đầu là mình sẽ quấn rồi thôi. Quấn vào mình sẽ hàn vào đây là ok, là chạy rất là ngon luôn. Đó. Đây thì em sẽ đo cái thông số của nó cho anh em coi nhá. Cái này của nó là 4/8 này mọi người này. Đấy, 4/8 này, chiều dài của pin là 4/8 các bác nhá. Đấy, 4/8. Và đường kính của pin thì nó rơi vào đâu đó là có 1/2 thôi anh em ạ, 1/2. Đấy. Dòng pin Hàn Quốc, pin Hàn Quốc. Độ chế rất là hay luôn.
Dòng này ấy, tại sao anh em độ chế được? Tại vì là không cần phải đóng shell pin đấy, như không cần phải đóng hàn chập, tại vì nó có dây sẵn rồi như này cho anh em này, nó có dây sẵn như này cho anh em rồi, anh em chỉ về việc đấu rồi thôi, đấu rồi là ok thôi đấy, như em làm này. Rồi hàn ok rồi nhá anh em nhá, hàn rô đấy, pin thì hai quả như này đấy, mọi người nhét rô đây là ok thôi đấy, rất là nhanh gọn các bác nhá, rất là nhanh gọn, anh em có thể độ chế này, quả này rất là hay luôn. Đây em bật thử cho anh chị em luôn con này. Đó mọi người nhá, này rất là hay luôn này. Anh em cái dòng này mọi người cho vượt mũi này, rồi là máy massage này. Đấy, rất là nhiều các tính năng khác nhau để anh em đưa cái dòng pin này. Đấy, và tiện lợi khi mà các bác những cái dòng 1850 ạ, 16850 ấy, thì mọi người phải mang đi hàn xeo, đóng xeo, hàn chập vào đây cơ. Nhưng dòng này nó có dây sẵn rồi cho anh chị em rồi. Đấy thì em độ cho hai quả cho một cái cây quạt như này, thì nó hoạt động khoảng tầm 2 tiếng là rất là ok rồi các bác nhá. À, rất là ok rồi. Đấy, thì anh em nào cần cái mẫu pin này thì báo em này. Giá của cái pin này thì nó chỉ có rơi vào khoảng có 15.000 một viên thôi, 15.000 đồng trên một viên pin như này. Đấy, các bác nào quan tâm đến thì báo em nhá, em có số lượng để phục vụ cho anh em luôn. Những cái vỉ pin của nó này, đấy, những cái vỉ pin của nó này, vỉ pin này, vỉ pin Hàn Quốc các anh nhé, anh em có thể quan sát kỹ này. Rồi ok chị em, rồi tiếp tục thì lên cho anh em những cái mẫu quạt tích điện nhá. Sorry anh em, mẫu quạt này không phải quạt tích điện mà nó là quạt phun sương. Đấy, nó sử dụng cho em là điện AC là 5V và công suất của nó là 10A. Ở đây thì sử dụng là 5 cái bếp phun sương. Mẫu này xương rất là mịn nhá, hạt xương cũng tương đối là mịn anh chị này. Đấy, có 5 tép để bù ẩm cho anh chị ở trong phòng. Ngoài ra thì bữa nay nó về là nó có cả đây cả đế chân luôn này anh chị này. Đấy, có cả đế chân này đây, rất là vững chắc đằng trước đằng sau đây, nó xòe ra hai bên. Đó anh chị nhá. Thì sản phẩm nó thì nó sẽ đi kèm theo là một cái dây sạc. Đấy, một dây sạc để anh em cắm vào trực tiếp vào cái nguồn 5V 2A. Nhá. Ngoài ra thì anh chị em nếu mà mất điện anh em có thể dùng cho em cái sạc dự phòng, đấy là nó sẽ hoạt động ngon lành được. Đó, ở đây thì có công tắc đèn ngủ nữa này, đèn ngủ này màu xanh màu ấy này mọi người nhá. Ở đây ban ngày thì nó màu nó sẽ không có rực sáng như màu ban tối. Đấy, dây là dây đeo dây da. Đó, mọi người sử dụng này 5V 2A và công suất là 10W. Đấy, có thể ngửa lên ngửa xuống đều được như này. Đấy, có cái đế này rất là chắc, chạy nó không có bị rung. Ở đây thì anh em hẹn giờ 1 giờ 2 giờ và 3 giờ. Đấy, hẹn giờ anh chị nhá, đổ nước ở đây anh em chị em đổ thêm nước vào đây này. Đấy, đổ thêm nước vào đây em mới đổ chút thôi, chút xíu để test thử cho anh chị này. Ngoài ra thì nó có thêm cả cái phần gioăng màu trắng như này để khi mà nó không có bị lắng ra ngoài đó, rất là hay. Tắt xương ở đây anh chị nhá, tắt xương ở đây và bật xương này. Đấy, bữa nay là nó làm siêu chắc chắn và giá thành của nó lại còn rẻ nữa anh chị nhá, giá của nó chỉ có 230.000 thôi anh em nhá, 230.000. anh em nào cần cái mẫu này thì có thể báo em, chiều cao của nó là 26 à. Đấy, và chiều ngang là 20, độ dày là 9 phân, có phần quai đeo như này, anh em xách đi du lịch đi liếc là mình sử dụng rất là hay luôn. Đấy ha, rất hay luôn. Ở đây thì em cắm điện trực tiếp vào cái cục nguồn điện thoại. Ngoài ra thì anh em xách đi du lịch thì có thể là dùng thêm một cái cục sạc dự phòng nữa. Đó, ok anh chị nhá, mẫu này là 230.000 này. Phẩm tiếp theo thì shop về được thêm những cái mẫu bình acquy thông minh mọi người nhá. Mẫu bình này thì đợt này về nó ra cái mẫu này cực kỳ là ngon, nó đến thương hiệu Puxu thì em cũng có trên kênh rồi, nhưng mà cái mẫu này nó là cái dạng mẫu mới anh chị em nhá. Nó có thể sạc cho mô tô 4A và cho đến 30A này, 30A còn cả bơ cái này là 30A 120Ah cái này. Đấy, thì đây là tổng quan của nó là bình 12V 6A các bác này. Đấy, giá của nó là chỉ có 220.000 thôi. Và đây nó có hiện thêm một số thông tin sạc cho sạc nhanh này, sạc bình khô AGM này, sạc mô tô, sạc khử xung phát thì anh em cứ chuyển chế độ ở đây. Con này siêu ngon luôn. Đó.
Rồi. Tất nhiên là nó sẽ là sử dụng chân dẹt nhá, hàng xuất khẩu châu Âu nên là nó sẽ sử dụng chân dẹt. Khi mình cắm lên này, anh em nhìn thấy không? Đấy, màn hình hiển thị là màn hình số nhá, màn hình số này luôn. Rồi thương hiệu của nó cũng được làm bằng LED luôn này, Puxu. Đó, em sạc luôn cho anh em một con. Em sẽ test thử cho anh em thấy luôn nhá. Tháo hẳn cái này ra cho các bác xem luôn. Bữa nay là những cái mặt hàng như này nó cháy luôn đấy các bác ạ. Nó không về làm, nó không kịp luôn. Đấy. Rồi, quạt gió đang chạy luôn này anh em này. Quạt gió đang chạy này. Báo là 14,5V này. Áp ấy. Đấy là 99 gì đây nhỉ. Áp đang đẩy vào là 2,8A. Đấy. Ok anh chị em nhé. Đây là tính năng sạc nhanh này. Sạc này là sạc bình khô là AGM này. Đấy, nút ấn cơ luôn, rất là ngon nhá. Sạc chậm cho mô tô này. Đấy, thì anh em cứ sạc cho em cái chức năng này này. Thì nó đẩy rất là nhẹ nhàng thôi, thì nó bền, ắc quy. Đấy. Còn tính năng repair này. Tính năng repair này, nó là cái tính năng sạc khử xung phát các bác nhá. Đấy, thì lâu lâu một tháng anh em sạc cho em một lần được. Cứ để đây nó sạc, sạc đầy nó tự ngắt cho anh chị em. Đó, rất là hay. Còn anh em cần kíp ấy, thì các bác ấn luôn cho em cái sạc cho cái ô tô này này. Đấy, thì nó sẽ là sạc nhanh. Đấy, nhưng mà mọi người đừng tận dụng sạc nhanh nhiều nhá. Đấy, sạc nhanh nhiều thì nó dẫn đến là phồng cái pin này, phồng cái ắc quy này. Rồi ok anh chị em này. Đấy, giá thì em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 220k nhá. 220k cho một cái sạc bình ắc quy 12V. Mẫu này thì cực kỳ là ngon này. Đấy, mọi người thấy không? Bỏ ra này. Đấy, bỏ ra là mất luôn này. Mất màn hình luôn. Đấy, lên này. Thương hiệu Puxu được hiện trên màn hình điện tử luôn. Đấy, và đây là những cái bảng LED số nhá. Bảng LED số siêu ngon luôn. Đấy, các bác nào cần những mẫu này thì báo em. Các bác đặt hình dung đặt một con này đặt trên cái phòng khách nhà các bác là rất là tuyệt vời. Chiều cao của nó lên tới 78 phân anh em này. 78 phân. Chưa hết một nửa anh em nhé. Chưa hết một nửa. Và đây là sử dụng những cái cảm ứng. Ở đây là phần báo nước, dung tích nước của nó là 5 lít. Đấy, và hiện giờ 30, 60 và 90 phút. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu này. Anh em nhìn rõ một chút nữa nhá. Đấy, hàng của Nhật. Hàng của Nhật anh em nhá, anh chị em nhá. Con này rất là hay. Và đựng được rất là nhiều nước. Nó rất là hay, một cái là anh em về xài điện Việt Nam mình ngon lành luôn. Điện 220 cũng như điện 110 đều được nhá. Này, tại sao lại vậy? Tại vì là cái nguồn nó đi qua một con nguồn. Con nguồn của nó là AC của nó là 1 từ 100 cho nó 240V anh em này. Đấy. Và quýt ra của nó là 24V 2.0A. Dòng này hàng Nhật nhưng mà nó gia công ở bên China mọi người nhá, bên made in China. Đó. Thì cái phần tiếp điện này. Đấy, nó phần đầu điện này, nó có một cái nam châm nó hít vô này anh em này. Đấy, nó hít rất là mạnh nhá mọi người nhá. À mọi người này, nhìn này. Đó, hít rất là mạnh luôn. Rồi. Mặt này thiết kế rất tuyệt vời luôn. Lỗ ra sông hưa sông bùa này. Em bật cảm ứng lên này. Đấy, bật cảm ứng lên. Rồi. Ở đây thì nó sẽ đang báo cái mức độ nước của các bác này. Đấy, em đang là 3 lít này. Và đây là mình sẽ điều chỉnh hiện giờ 30, 60 và 90. Đấy. Rồi ok. Dòng này thì nó tạo nên một cái ion và nó diệt khuẩn được cho anh em. Xương da rất là mịn như này. Anh em nhìn này. Xương da rất là mịn nhá các bác nhá. Đấy, xương da rất là mịn. Bây giờ gió nó đang thổi các bác nhá. Gió đang thổi. Đó, anh em thấy không? Rất là tuyệt vời cho một cái mẫu này. Dòng này là dòng máy bù ẩm. Máy bù ẩm, anh em có thể tra thêm nước ở đây. Đấy, phần đầu này có cái nam châm hít này, anh em nhìn này. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Người ta đang bán với cái mức giá là 2.3 triệu mọi người nha. 2.3 triệu cho một cái mẫu này. Và đây là máy tạo hơi nước bù ẩm, diệt khuẩn và virus da ren cái gì mọi người nhá. Và máy tạo hơi nước bù ẩm, diệt khuẩn virus. Đấy, hàng nội địa mới 100% chưa qua sử dụng này. Đấy, sản xuất năm 2021, công suất là 48W anh em nhá. Đấy, sử dụng nguồn ok anh chị em này. Đấy, tiếng Nhật và tiếng Việt thì mình chị em sẽ dịch cho tiếng Việt rồi nhá anh em nhá.
Rồi ok anh chị em. Anh em nào quan tâm đến cái mẫu máy này thì có thể báo em nhé. Đây là máy tạo hơi nước bùa cho một cái căn phòng này, anh em nhìn này. Rất là đẹp, anh em nhìn từ trên xuống dưới nhá. Và sử dụng cho em là những cái cảm ứng nhá. Đấy, những cái nút cảm ứng nhá. Ok nhá. Em vừa chia sẻ đến anh em một vài cái mã dòng sản phẩm của bên shop, thì anh em nào cần cái mẫu mã như nào thì có thể báo em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bác trong một cái video lần sau.